Wow, tạnh mưa rồi, mới còn mưa chút xíu nè. Các bạn biết hôm nay cả hơn tháng không có mưa các bạn. Cái cây bây giờ là mùa xuân đó, nó ra phấn hoa, nó dơ kinh khủng luôn, nó vàng mà nó bị nếu mà mình không có không quen các bạn, mình bị dị ứng mùa là gãy sống mũi rồi ngứa mắt rồi ách xì đồ kinh khủng luôn á. Mẹ biết rồi. Mà chờ mưa các bạn, chờ cơn mưa cho nó hết hết cái phấn bông phấn hoa đó. Mà hôm nay chờ hoài luôn, cái xe của Thư nó dơ mà nó dơ kinh khủng luôn á. Thì định rửa mà đều cứ dự đoán là sẽ hơi mưa 50-60%, và Thư cứ sợ mưa, thường thường Thư xui lắm các bạn, mỗi lần rửa xe cái trời mưa mình rửa mình lao chùi cũng chết luôn. Ai về chiều cái nó mưa cái làm cho mình công giả tràng. Mẹ biết rồi con, mẹ chỉ nói rồi. Nè, cái cửa nhà Thư nè, giờ trời mưa được đám nó mấy cây cỏ này nó cũng tốt nữa, mình cũng thấy nó uống nước mà mình thấy mừng cho nó nè các bạn. Đó. Nè các bạn. Hồi nãy mưa mầm luôn á. Mà Thư chưa có kịp quay các bạn coi. Nè Thư khoe với bạn các bạn này nha. Coi Thư có cái bông của Thư đã qua này. Nè các bạn, cây hồng của Thư nè. Cái hồng này nhìn nó đẹp không? Trời giờ tối chiều rồi các bạn, chiều còn tối rồi. Đó. Nhìn đẹp không các bạn ha? Ôi trời. Thôi các bạn ơi, Thư đi vô. Tự nhiên trời gầm gừ thiết sợ quá. Thư quay cho các bạn coi cái này nữa nè. Cái bông của Thư. Cái bông của Thư Thư mua bông, Thư đi chợ bông với mẹ Thư đó, Thư mua. Giờ về chỗ hết 4-5 cái nè. Bông nhiều sợ các bạn, đẹp không? Thư đang quay á, ổng gầm một cái Thư hết hồn hết vía luôn các bạn. Thiệt á trời, Thư rớt cái điện thoại luôn. Thư vô. Đó. À, các bạn giờ bắt đầu mưa lớn trở lại nữa các bạn. Hồi nãy hết rồi, giờ mưa lớn trở lại. Nhưng mà điều ổng gầm gừ quá, giống như là hổm nó mưa không được á. Bữa nay ổng gầm gừ ghê quá. Tự nhiên hồi sáng cái Thư thèm bún riêu, tự nhiên cái dự báo thời tiết cái nói trời mưa, tự nhiên trời mưa cái suy nghĩ thì Việt Nam thôi, cái tự nhiên thèm bún riêu. Các bạn thấy có liên can không? Mà cái nồi bún riêu Thư á nấu không biết làm sao các bạn nhìn nè. Nó nấu một nồi giờ thành hai nồi luôn các bạn. Các bạn biết sao? Tại vì cái mình kiểu như mình nấu mình bỏ cái món này vô mà mình không có bỏ cái vô thì nó thiếu ngon. Rồi thêm cái này thêm kia thêm riết à. Thì nấu độc đáo lắm nha các bạn. Bữa nay là ngon lành luôn á. Thầy thì thường thường có khi hên xui, có khi làm cái riêu nó bị bở á, bữa nay là cái riêu ngon lành luôn nè các bạn. Cục nào ra cục đó luôn á. Cái riêu Thư nè bữa nay Thư làm á là các bạn nhìn kỹ nè. Nó hấp dẫn không? Riêu nha, riêu chín cống với lại thịt cua, mà thịt cua tươi luôn các bạn. Thư làm một cái tô lớn luôn á, một cái tô lớn thịt cua luôn á. Thư để riêu nè, thịt cua nè, với lại một ít Thư không có làm thịt heo bằm mà Thư làm thịt gà lôi các bạn. Tại vì cho nó đỡ mỡ chút xíu, ăn cho nó đỡ lúc này. với lại trứng gà. Nó, các bạn nhìn nè, hấp dẫn không? Thịt bún riêu mà Thư có bỏ ốc nữa, cũng như bún ốc, giống như lai lai bún ốc và bún riêu các bạn. Này là tàu hũ nè các bạn, tàu hũ. Nó với sườn non mình hay nấu cái gì mình cũng Thư hay nấu nước nước ngọt các bạn, thì Thư bỏ sườn xương heo này đó. Nó ốc nè, nhiều không? Có một cái này nữa nè, cái này là đặc biệt nhất nè. Nè, đó các bạn thấy biết này gì không? Cái này á là chả ốc. Thường thường các bạn thấy Thư làm chả ốc Thư quấn bằng lá chuối, Thư hấp lên á, nhưng mà bữa nay Thư không có quấn bằng lá chuối. Thư múc vô không, Thư không có giò cục, cái giò cục thì nó đẹp các bạn, nhưng mà nó dơ, nó dính tàm lum trên. Thư lấy muỗng Thư sắn luôn mà ăn rất là ngon luôn các bạn. Nó ăn sực sực cái ốc nè, nó các bạn nhìn nè. Thư thích rất nhất là ăn mấy cái ốc này nè, mà đều mần cực lắm các bạn. Thư mần hả giống như là cả mấy tiếng đồng hồ luôn, tại con ốc bu á mình ở trên đầu nữa các bạn. Mình xẻ ra mình nặng có một cái cục thức ăn của nó bằng nửa cái đầu của út mình vậy đó. Nó rất là dơ luôn các bạn, làm mình chịu khó mình kỹ chút xíu nha. Ở bên đây nè các bạn. Đó, huyết, sườn, ốc, riêu với lại tàu hũ với lại chả ốc. Hấp dẫn luôn á. Thư mời các bạn nha, thư mời các bạn. Cái này, cái nồi này chắc, nói thiệt nha, ăn chắc cũng nấu cả 20 tô ngon lành luôn. 20 tô là ngon, không có thiếu luôn các bạn.
Thôi để thư múc lên bàn nha, thư mời các bạn bạn. nha. Sau bao nhiêu tiếng đồng hồ cực khổ thì bây giờ nó cũng lên bàn rồi nè. Nhìn vậy chứ hấp dẫn lắm nha, nhìn không có đặc sắc vậy chứ ăn rất là ngon luôn các bạn. Tại vì thư làm nước ngọt lắm. Cái này là không thể thiếu nha các bạn, ăn bún riêu á là không thể thiếu cái này luôn. Cái này là các bạn biết gì không? Mắm ruốc nè các bạn. Mắm ruốc này ăn bún riêu mà không có mắm ruốc này ăn nó thiếu ngon các bạn. Cái này nữa là cái quan trọng thứ nhì nữa nè. Nó cái dĩa rau. Cái dĩa rau bữa nay thư xiên thư bào ra muống nữa các bạn. Thư làm đủ thứ loại rau, rau thơm, rau nói chung là bốn năm loại gì luôn á các bạn. Thư mua thư về thư trộn lại chung với nhau vậy đó. Mà thư thiếu một cái bắp chuối, thư mua bắp chuối cái bắp cải mà thư làm biến sắc quá vậy, thư mệt quá rồi, thư đói quá rồi, thư ăn trước luôn cái kia để ngày mai thư sắc ra. Thư mời các bạn nha, những cái tô của thư này hấp dẫn các bạn. Nó cái này á là chả ốc nè, huyết nè, nó cái cục riêu của thư này ngon không? Cái cục riêu này ngon lắm nha, cái cục riêu thư làm là cua tươi luôn nha, đặc biệt luôn á. Ốc này nhìn thấy ốc là thấy thèm của bạn ha. Thì mời các bạn ăn dùng bún riêu với thơ nha. Hello, tôi xin mời chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh TNJ Cuộc Sống Ở Mỹ. Các bạn, Thư làm. Các bạn biết bao nhiêu tiếng đồng hồ? Nó lâu kinh khủng luôn á. Cái cực nhất á là bằng ốc luôn các bạn. Cái ốc này nè. Cái phía này nè, phía phía bên dưới các bạn. Mình có một cái cục giống như là thức ăn của nó, mình không kỹ cái là mình ăn rất là dơ luôn á. Hồi đó không biết mình cái ăn các bạn, tới chừng mà mẹ Thư làm á, mẹ Thư ủa tại sao không không lấy ra, trời ơi lấy ra một cái cục bằng cái đầu của trái út mình vậy nè, nó bự, mình nó nhìn thấy ghê lắm, cho nên mình phải cẩn thận ăn, mà không cẩn thận là không có được đâu các bạn, ghê lắm, nhìn thấy là biết ghê. Nặng chanh vô nè các bạn, thấy ăn thì có nhiều người không thích ăn chanh các bạn, nhưng mà thấy người thích. Cái này là không thiếu được, không thể thiếu được nha các bạn, không thể thiếu được ăn. Để nói cho cái miếng ta, cho thêm miếng chanh nữa đi, lại thấy sợ. Thấy thích chua chua các bạn, chua chua cái bỏ miếng mắm ruốc vô á nó ngon lắm các bạn. Cái bún riêu mà không có mắm ruốc là kiểu như là mất mấy phần trăm ngon luôn, chứ không phải dẫn chơi đâu. Cái nồi bún riêu bữa nay thì nấu rất là ngon, tại vì cái thịt cua á, tôi làm cua mà cua tươi, tôi làm một cái tô bự này các bạn, cái tô tại cái tô này luôn. Thư đó trộn lên, trộn lên. Thư làm thịt cua với thịt hâm sườn non á, thư thư lấy sườn non để Thư làm nước các bạn. Để Thư mời các bạn một miếng trước nha. Thư mời các bạn một miếng miếng này đi. Thư mời các bạn một miếng chả ốc. Chả ốc này Thư tự làm đó các bạn. Rất là ngon luôn. Tự làm vừa sạch sẽ mà vừa ngon nữa. Thư mời các bạn nha. Ngon lắm luôn á. Ngon thiệt chứ không phải ngon giỡn luôn. Rau thơm này á thiếu bắp chuối các bạn, thiếu bắp chuối mà có rau muống cũng được không sao, nhưng mà làm biến cũng tật làm biến. Không phải làm biến nữa các bạn, tại vì làm lâu lắm rồi. Thôi đứng thì làm mấy cái ốc này nè, thôi đứng cái chân thương muốn nổi luôn. Thư nấu xong á thì chạy thi tắm, cái tóc của Thư nó còn ướt nữa, nó chưa có khô nữa các bạn. Tại vì mình nấu nguyên cả buổi á, xong cái người mình nó mệt quá, mình hết muốn ăn. Nên mình tắm mình khỏe, tắm là cái mình khỏe, cái mình ăn uống nó ngon hơn. Cái bún riêu này nè, tôi bỏ nãy tôi bỏ chút xíu bún rồi các bạn, tôi ăn ăn bỏ nhiều hơn là ăn bún.
Cái này ăn rau nhiều mới ngon. Gia đình á nó cũng ăn nữa các bạn, bún riêu nó cũng thích ăn nữa, nhưng mà nó không có ăn mấy cái quý gì nọ rồi, tôi chỉ nó cho ăn bún với riêu á, bún với riêu, riêu cái cục riêu á, với lại sườn á, thưa ấy thịt ra, thưa lọc thịt ra, thưa xé ra. Tàu hũ này á, họ cắt sẵn như này các bạn, họ cắt họ làm sẵn trong cái hộp á, mình về mình chỉ rửa ra mình bỏ thôi. Xiên gì mà có ăn, thì nấu một nồi ra. Thư múc cho mẹ Thư một nguyên cái thố bự, cho thằng em Thư, hai chồng nó hai gào bự, xong rồi thằng em rể Thư một cái gào, xong rồi Thư để cho nhỏ em của Thư ngày mai về nữa là một gào cho hai chồng nữa. Thư thích vậy á bà, thích mình nấu xong cái đi cho người này cho người kia. Thư thích mỗi lần mà đi Việt Nam á, cái mình nấu ăn cái gì á, mình nấu cái nguyên gia đình mình gom lại mình ăn á, một hai bàn mấy chục người trọ, mình thấy vui dễ sợ luôn á. Thư thích mà gia đình cái mình gom tụ lại nhau á, mình có không khí ấm cúng gia đình nữa các bạn, ăn uống nói chuyện cười nó dốc, kể chuyện này chuyện nọ rồi thư thích dữ lắm. Bởi vì Việt Nam á thư mê lắm, nhiều khi không đi đâu chơi cũng được nữa các bạn, không cần phải có nhiều người về phải đi đây đi đó chơi, không cần, ở nhà mua đồ mua đạc về ăn uống gia đình đó, ngồi sụm túm lại với nhau nói chuyện thư thích vậy đó. Mấy bữa nay á cái Facebook đó các bạn, nhiều khi không muốn dở luôn, gì đâu mà thấy thay lên thấy toàn là chửi luôn, trời ơi chửi một người chửi trăm ngàn người, cổ vũ hay quá hay quá, thì thư bó tay luôn. Ăn phải chắc ăn cái tóc của Thư luôn á. Thôi mời các bạn ốc rồi các bạn. Thư mê ăn ốc. Thư mê mà mê dễ sợ luôn. Tức chứ buồn với các bạn, tự nhiên cái mình thấy cái Facebook, cái truyền thông lên trên mạng là cái chỗ bao nhiêu người coi, có người lớn coi 80-90 tuổi cũng có, nít 5-7 tuổi, mười mấy tuổi, giờ cái thời buổi công nghệ là các bạn đứa nào cũng có cái phone, TV gì nữa rồi, mà cứ lên
người này chửi qua người kia chửi lại, dùng những cái từ mà tục tiểu rồi hả, mạt sát người này mạt sát người kia, mình thấy tự nhiên mình thấy nó buồn chứ sợ á. Bất cứ cái lời gì mình nói ra ở trên public á, trên cộng đồng á, là ảnh hưởng rất là nhiều, có nhiều người coi lắm, cho nên mình muốn nói một cái gì á, tôi nghĩ là mình nên lựa lời cho nó hay ho chút xíu. Giống như mình mình nói á, có nhiều người họ thích mình á, cái họ bị bắt chước các bạn, cho nên không có tốt. Nói chị mừng à, lên mạng rồi chửi cho tục chửi tiểu á, tôi thấy không ủng hộ chút nào. Vậy mà tôi thấy có nhiều người ủng hộ dễ sợ luôn á, khen tôi không biết làm sao khen nổi nữa. Trong khi đó những cái đó nhiều khi con cái mình coi, cha mẹ mình coi mà chửi những cái từ mà không dám nhắc tới luôn các bạn. Review cái cục riêu cua của Thư nè, kỳ này nấu riêu cua đạt đỉnh luôn á, không có bở nè, không có bị kiểu như nó bị bể rã các bạn. Thư để một tô bự cua, 4 cái trứng gà, Thư để một dĩ thịt gà lôi các bạn, cho nó bớt mập. Nó thịt, loại thịt gà mà loại mà lean meat á, ngon quá. Nó thơm vừa cua, tại mình để cua thiệt các bạn, mình để cua thịt cua thiệt á, nó thơm rất là thơm. Chứ thì để một hộp riêu cua, một hộp lớn đó nè. Cái nồi muốn riêu của Thư nha, hai nồi đó mà Thư cho mà nấu cho 20 người ăn là dư sức quá cậu. Cái cục này là cục cháo nè các bạn. Cái này mà Thư xiên á, Thư gói bằng như lá chuối, Thư hấp trước không, thì để lên trên nó cũng rất là ngon, nhưng mà Thư làm gì nó tiện, đỡ công phải mình lé chú mình gói thì nó công. Tại lá chuối á, mua về thì mình phải lau, phải rửa rồi cực khổ, nhưng mà nó ngon hơn nếu mình làm riêng vậy các bạn. Nó ngon hơn ha, nó thơm, có cái mùi lá chuối vô nó thơm hơn. Cái dĩa rau nhìn ngon quá,
cái này á ăn sống gì cũng được, nếu mà mình không thích ăn sống thì mình trộn chung luôn các bạn. Thường thường á, nhưng mà Thư ăn ở nhà mình, Thư không có làm video á, Thư múc một tô vậy, Thư gấp một bụng ra Thư bỏ lên trên, Thư trộn vô cái nó chín, nó không có phải chín luôn mà nó vừa mềm mềm á, ăn rất là ngon. Thì rửa rau cực lắm bạn, rửa mà đứng đeo bao tay cầm kéo cắt mà nó cực, có là biết sao tôi sợ sâu, tôi phải cầm cái lá này tôi nhìn qua nhìn lại, tôi lật tôi bẻ cái lá lên từ trong ngoài tôi coi, rồi đầu tôi mới cắt xuống, tôi sợ sâu nó rớt vô rồi ăn, tôi sợ sâu dữ lắm. Cho nên vừa lật rau, một đống rau này vừa nhiều rau lắm các bạn, tại vì Thư làm cho nhà thêm nữa mà. Ngày hôm trước là Thư đã lặt ra muống trước rồi, Thư sợ không kịp giờ Thư mua ra muống về, Thư tách ra Thư để cọng sẵn rồi, và Thư mới bào, bữa nay Thư bào đào ra rồi Thư làm trội nó cực. Thôi Thư mời các bạn cái miếng cuối cùng nha, Thư bay cho các bạn đi làm việc nha. Còn đúng miếng xương, miếng xương cua. Thôi thưa ba các bạn, Thư chúc các bạn có một buổi tối thật là an lành nha. Còn những bạn bên Việt Nam thì có một ngày thật là bình an. Thưa ba các bạn, chúc các bạn ngủ ngon nha. Bye.